Nezuko có thể tự đốt cháy máu của mình và kiểm soát được luôn nhiệt độ của ngọn lửa đó, khiến cho cô có thể diệt quỷ nhưng vẫn không gây hại cho con người. Cô cũng có thể dùng lửa của mình để chữa lành hoặc giải độc quỷ cho người khác khi cần thiết. Ngọn lửa cũng có thể biến nhật luân kiếm của Tanjiro từ màu đen sang đỏ rực trước khi tan chiến đấu, tăng cường hiệu quả thanh kiếm tương tự như cách Yorichi Tetsugikuni làm với lưỡi kiếm của mình. Nó còn giúp Tanjiro thực hiện điều múa hỏa thần hiệu quả hơn. Các trận chiến mà cô tham gia. Cuộc tuyển chọn cuối cùng. Nezuko và Tanjiro chiến đấu với Giyu Tomioka. Nezuko và Tanjiro chiến đấu với quỷ đền. Nhiệm vụ đầu tiên, Nezuko và Tanjiro đấu với quỷ đầm lầy. Thành phố Asakura. Nezuko, Tanjiro, Tamayo và Yushiro chiến đấu với Susumaru và Yahaba